Trịnh Tử Kỳ chẳng chờ Lâm Thiền phản ứng đã cười thong dong, ưu nhã, giọng nói uyển chuyển. Nhắc Tào Tháo tới. Lâm Thiền, ba mẹ nuôi với bà nội đang nhớ cô liền đến rồi. Lâm Thiền không nhìn lầm tia xấu hổ thoáng qua trên mặt ba chồng và biểu cảm khốn quẫn khi nói xấu sau lưng người khác lại bị phát hiện của mẹ chồng. Rốt cuộc, họ nhớ mình hay rủa mình thì phải bàn lại đã. Bà nội vẫy tay. Tiểu Thiền đến rồi hả? Bà nội đang nhớ cháu. Lại đây, ngồi cạnh bà nội nhanh nào. Lâm Thiền đổi giày vào nhà, vừa định đặt trái cây nặng trĩu xuống thì thấy hai hộp tổ yến và đông trùng hạ thảo đặt ở tủ. Hai túi trái cây chưa tới 200 tệ, không đáng nhắc tới so với những thực phẩm bổ dưỡng đắt tiền kia. Nhà họ Cố chẳng thiếu gì, đặc biệt là trái cây đắt tiền. Lúc đó cô thấy trái cây tươi mọng nên mua mà thôi. Giờ ngẫm lại, nhà họ Cố vốn chẳng hiếm lạ gì mấy thứ này. Lâm Thiển nhếch môi, bày ra nụ cười rạng rỡ. Bà nội, đợi cháu một lát, cháu có mua trái cây, ngọt lắm, cháu đi rửa cái đã. Trịnh Tử Kỳ bị làm lơ thì hơi lúng túng rồi từ từ ngồi xuống. Lâm Thiển cắt cam, rửa anh đào, đặt vào đĩa trái cây rồi bưng ra. Cô cố ý hỏi. Sao con tới mọi người lại không nói chuyện nữa? Cố Nguyên vội vàng đứng lên, định chạy lấy người. Tử Kỳ, con ngồi chơi, ba không ngồi lâu được, đi vòng vòng cái đã. Ba nuôi cần con đỡ không? Khỏi đi. Động tác của Cố Nguyên bây giờ còn nhanh hơn hồi đó, thoạt nhìn chân cẳng cũng không có gì đáng ngại. Ông chắp tay sau lưng, đi từ từ vào phòng sách. Phòng sách chỉ còn lại bốn người phụ nữ, ba thế hệ, già, trung niên, trẻ nhỏ. Lâm Thiền đặt đĩa trái cây xuống bàn, nhiệt tình đãi khách bằng giọng chủ. Trịnh tiểu thư, ăn trái cây đi. Trịnh Tử Kỳ nói. Cảm ơn, tôi tự mình lấy. Lâm Thiền. Mấy người đi công tác về rồi à? Cố Thành Kiêu thật là, về cùng không nói với tôi tiếng nào. Trịnh Tử Kỳ. Anh ấy vẫn chưa về, tôi về trước thôi. Lâm Thiền sửng sốt, tâm trạng nhất thời khẩn trương, buột miệng hỏi. Vì sao anh ấy chưa về? Diệp Thiến Như bất mãn. Thành Kiêu đi công tác đều được bảo mật, con đừng hỏi, hỏi cũng vô dụng. Lâm Thiển thấy rõ ràng nụ cười đắc ý trên mặt Trịnh Tử Kỳ. Cô ta đang khoe khoang ả biết nhiều hơn mình. Nói chuyện không hợp nên Lâm Thiển không thèm nói thêm nữa. Cô trò chuyện mấy câu với bà nội, hỏi thăm sức khỏe bà, rồi không nói nhiều lời, ngồi xuống một lúc thì xin về ôn bài. Không ngờ cô vừa mới ra tới đường mòn, trước nhà họ Cố, chuẩn bị ra đường lớn bắt xe, thì Trịnh Tử Kỳ lái xe dừng lại bên cạnh cô, còn cố ý bấm còi. Lên xe đi, tôi đưa cô đi. Trịnh Tử Kỳ hạ cửa xe xuống, cười nói rất hảo tâm. Lâm Thiển dứt khoát từ chối. Thôi, không thuận đường, cảm ơn. Chẳng lẽ cô không muốn biết tin về Thành Kiêu à? Đôi mắt linh động của Lâm Thiền lập tức sáng bừng. Nhưng chẳng phải nói bảo mật sao? Trịnh Tử Kỳ cười thản nhiên. Chuyện cá nhân không liên quan đến công việc thì có sao? Với lại không lẽ cô sẽ rêu rao ra ngoài à? Lâm Thiền lắc đầu. Thế lên xe nhanh đi, bên ngoài lạnh đấy. Lâm Thiển vội vàng mở cửa ghế phụ lên xe, đôi mắt chờ mong nhìn cô ta. Trịnh Tử Kỳ thật sự rất đẹp, ngay cả cô còn bị vẻ ngoài và bên trong của cô ta hấp dẫn. Hơn nữa, lúc cô ta chuyên tâm lái xe, sự trấn tĩnh trong đôi mắt rất giống Cố Thành Kiêu. Cô ta và Cố Thành Kiêu có nhiều điểm rất giống nhau. Lâm Thiển cảm khái điều mình vừa phát hiện do hồi trước cô biết chuyện Trịnh Tử Kỳ trở thành nữ binh vì muốn theo đuổi Cố Thành Kiêu mà trong lòng càng thêm kính nể cô ta. Khi nào Cố Thành Kiêu về? Trịnh Tử Kỳ lắc đầu. Tôi không rõ lắm, tôi chỉ biết đến việc mà tôi có tham gia thôi. Vậy cô... Lâm Thiển hơi do dự.
có thể nói với tôi không? Chuyện không liên quan đến công việc, có gì mà không được chứ? Lâm Thiển cười cười. Ngay thời khắc này, cô cảm thấy trước đây mình quả là tiểu nhân lòng dạ hẹp hòi. Người ta là quân nhân, vì hành động và thái độ đối xử của mình với người ta trước đây mà cô cảm thấy có lỗi. Thế tôi kể cho cô nghe chuyện cá nhân lúc chúng tôi đi công tác được không? Thấy vẻ mặt mong chờ của cô, Trịnh Tử Kỳ càng hăng hái. Nghe nói, vào Tết Nguyên Tiêu, suýt nữa cô đã phá hỏng kế hoạch của chúng tôi. Ha ha, đúng vậy, ảnh hưởng lớn không? Chỉ cần không bại lộ thì không phải là chuyện lớn. Lâm Thiển thở dài nhẹ nhõm. Vậy là được rồi. Nếu cô gặp anh ấy, chắc chắn cũng nhìn thấy tôi. Lúc đó tôi đang ở cùng anh ấy. Nụ cười trên mặt Lâm Thiển cứng đờ. Được cho viên kẹo ngọt nhưng chưa kịp nếm mùi vị thì bị người ta tát cho một cái thật mạnh. Tôi lấy thân phận là bạn gái của anh ấy đấy. Cô nghĩ sao? Có ấn tượng không? Đương nhiên có. Lâm Thiển đờ người, nhìn chăm chăm sườn mặt cô ta, cười không nổi. Mặc dù công việc của chúng tôi luôn nguy hiểm, nhưng cũng may có thể luôn yểm trợ cho nhau. Nhưng giờ tôi đã thôi nhiệm vụ, chỉ còn lại một mình anh ấy là tác chiến. Tôi rất lo lắng. Tôi... Khoan đã! Lâm Thiển không hiểu cô ta đang nói gì, cũng không muốn nghe nữa, trực tiếp ngắt lời. Cô nói, cô là cô gái ôm hôn anh ấy ở hội đèn lồng. Trịnh Tử Kỳ tuét miệng cười, còn bày ra dáng vẻ giải thích an ủi. Đó chẳng qua tùy cơ ứng biến mà thôi, với thân phận của chúng tôi, điều đó khó tránh lắm. Có thể ngồi một lúc, uống chút rượu, sau đó hai người về khách sạn, chúng tôi về muộn một lát. Đi đâu mà không thể dẫn chúng em theo? Hừ, hắc ra, anh muốn tự mình hoan lạc cũng đừng dạy hư Nemo của em đó. Ôi chao, tôi mà không dẫn người anh em Nemo ra ngoài hít thở không khí thì chắc cậu ta sẽ bị cô ép khô mất. Nào có. Đoạn đối thoại lúc đó bất ngờ nhảy vào đầu Lâm Thiển, còn cả hình ảnh Cố Thành Kiêu ôm hôn cô ta bá đạo dưới ánh đèn. Cô cảm thấy da đầu tê dại, tim đập rất nhanh. Thật ra, Thành Kiêu là người không muốn bị gia đình sắp đặt. Người nhà càng có ý định sắp đặt, anh càng chống đối. Tôi lớn lên bên anh ấy từ nhỏ, chúng tôi rất hiểu nhau, cho nên tôi biết hành động kết hôn chớp nhoáng đó thật ra chỉ để tuyên chiến với người nhà thôi. Trịnh Tử Kỳ giống như vô tâm nói, giọng điệu rất nhẹ nhàng, chẳng có chút bi thương suy sụp lúc bị Cố Thành Kiêu lạnh lùng từ chối bằng lời lẽ nghiêm khắc. Cũng không có sự bất mãn và nhục nhã khi Lâm Thiển cố tình khoe ân ái. Tôi không ngại anh ấy rẽ ngang đi đường vòng bao nhiêu, đi nhiều mới biết rõ con người chính đạo của mình đang ở đâu. Cho nên, dù anh ấy đi đường vòng nơi nào, tôi cũng sẽ ở bên cạnh, chờ đợi, chờ đến khi nào anh ấy trở về con đường chính đạo. Trịnh Tử Kỳ nắm vững tay lái, ổn định lái xe. Trời từ sầm tối đến tối chỉ trong chớp mắt. Cây bạch quả ven đường, chẳng còn vẻ đẹp của tháng 12 nữa. Sắc vàng say lòng người, cuối cùng cũng mất đi màu sắc vốn có trong giai đoạn chuyển mùa. Trong đầu Lâm Thiển, toàn là hình ảnh Cố Thành Kiêu ôm hôn Trịnh Tử Kỳ nồng nàn dưới ánh đèn. Hình ảnh đó như bùa chú quấn quanh cô, không dứt bỏ được. Cho dù là tùy cơ ứng biến, nhưng anh ấy đã hôn cô ta thật. Trịnh Tử Kỳ vừa lái xe vừa nói. Mặc dù nhìn Thành Kiêu ở chung không hợp lắm, vừa giữ lại vừa nghiêm nữa, nhưng anh ấy là người rất tỉ mỉ, nói ít làm nhiều, lúc quan tâm ai chẳng nói chẳng rằng mà chỉ để trong lòng. Công tác của Thành Kiêu rất bận, gặp phải vụ án lớn là mấy năm cũng không về nhà, cũng không về quân khu, nhưng anh ấy rất có năng lực, chỉ cần vụ án anh ấy nhận là có thể hoàn thành xuất sắc trong thời gian ngắn nhất. Cho nên cấp trên rất coi trọng anh ấy. 26 tuổi, anh ấy đã là thiếu tướng. Ai cũng hâm mộ anh ấy. Có một người cha từng làm tư lệnh. Nhưng thành tựu anh ấy có hôm nay hoàn toàn do chính anh ấy đạt được. Tương lai sau này, anh ấy còn leo cao hơn nữa. Thế nào anh ấy cũng sẽ là nhân vật được viết vào sử sách. Còn cô, là vợ anh ấy,
Cô thấy cô có tư cách đứng bên cạnh anh ấy, chia sẻ thành công và vinh dự với anh ấy ư? Bấy giờ Lâm Thiển mới hiểu ra hàm nghĩa trong lời nói của Trịnh Tử Kỳ. Cô ta nào có lòng tốt thế đâu. Vòng vo một hồi thì mục đích của cô ta chính là để cô biết khó mà lui. Mặt Lâm Thiển dày mà. Lợn chết không sợ nước sôi. Mình không bằng cô ta thì sao chứ? Anh ấy vẫn chọn mình đó thôi. Trịnh tiểu thư à, cô không cần nói với tôi mấy cái như thân phận, địa vị, vinh dự gì đâu. Lúc Cố Thành Kiêu chọn tôi, anh ấy đã biết tôi chả có mấy thứ đó. Trước đây anh không hề để bụng, sau này cũng sẽ không. Vậy thì tại sao tôi phải hổ thẹn vì mấy cái chuyện mà anh không để bụng chứ? Trịnh Tử Kỳ vẫn bình tĩnh, gương mặt nghiêng nghiêng, cười khẽ càng động lòng người. Không phải anh ấy không để bụng, mà là chỉ muốn đối nghịch với ba mẹ mà thôi. Anh ấy không muốn chuyện gì cũng bị người nhà sắp đặt, đặc biệt là chuyện hôn nhân của mình. Cô có ý gì? Lâm Thiển không hiểu nổi 18 khúc ruột của cô ta chứa đựng khỉ gió gì. Nói thế này đi, tôi là người ba mẹ anh ấy chọn. Anh ấy muốn đối nghịch với ba mẹ, không muốn chuyện gì cũng bị người nhà vẽ sẵn ra cả, đặc biệt là hôn nhân của mình. Cho nên trước giờ, anh ấy vẫn lạnh lùng với tôi. Anh ấy lại là người có ý thức trách nhiệm rất cao. Sau khi cưới cô sẽ chịu trách nhiệm với cô. Bây giờ anh ấy cũng rất mâu thuẫn, nên tiếp tục đối nghịch với cha mẹ, hay là theo trái tim của mình. Lâm Thiển, sở dĩ tôi nói điều này với cô là vì không muốn nhìn thấy anh ấy khó xử. Trong chuyện này nhất định phải có kẻ ác, vậy để tôi là kẻ ác đi. Vì anh ấy, tôi có ra sao cũng chẳng hề gì. Lâm Thiển phân tích những điều chính tai nghe được, càng nghe càng khó chịu trong lòng. Cô siết chặt tay vịn cửa, liếc xéo Trịnh Tử Kỳ vặn hỏi. Anh ấy hôn cô chỉ là tùy cơ ứng biến mà thôi. Cô còn cho là thật à? Trịnh Tử Kỳ quay sang nhìn Lâm Thiển, tặng cho cô một biểu tình nửa cười nửa không. Cô nghĩ chúng tôi chỉ hôn môi thôi sao? Hôn môi trước mặt mọi người đúng là tùy cơ ứng biến thật. Nhưng lúc đóng cửa lại, anh ấy không cần phải tùy cơ ứng biến mà. Sự hoảng hốt tột độ đánh mạnh vào lồng ngực của Lâm Thiển. Điều cô sợ nhất, không dám chứng thực nhất, không thể tiếp nhận được nhất, ngay thời khắc không kịp đề phòng, đã bị bóc trần mạnh mẽ. Cô nói láo! Lâm Thiển quát to, giống như giọng cô càng to, thì tính chân thật của chuyện này sẽ giảm xuống. Cô bớt châm ngòi ly gián đi, tôi chẳng tin mấy chuyện này đâu. Cô ước gì tôi cãi nhau với Cố Thành Kiêu, ước gì tôi tự mình rời khỏi đây. Ngại quá, tôi sẽ không để cô được như ý đâu. Vẻ mặt Trịnh Tử Kỳ vẫn bình tĩnh, bản lĩnh, giữ bình tĩnh của cô ta cũng giống Cố Thành Kiêu. Điều này thật sự làm Lâm Thiển tan nát. Chờ Cố Thành Kiêu về, tôi sẽ hỏi hết những gì cô vừa mới nói. Đến lúc đó, ai mất mặt nhất, ai vô sỉ nhất thì trong lòng kẻ đó sẽ hiểu rõ. Anh ấy dám làm dám chịu, nếu anh ấy không làm, lại biết hành động bì ổi lén lút của cô. Cô nói xem, anh ấy có chán ghét cô hơn không? Sự bất an thoáng hiện lên trên mặt Trịnh Tử Kỳ, nhưng chỉ là thoáng qua, Lâm Thiển đang xúc động nên không nhận thấy. Lâm Thiển thì ngược lại, dù ngoài miệng đầy lý lẽ nhưng trên mặt không giấu nổi sự tức giận, hiển nhiên đã lộ rõ nỗi sợ hãi trong lòng. Trịnh Tử Kỳ biết cô ta đã thắng chiêu này. Cô ta lái xe từ từ nói. Dưới đường Nhân Ngư bên trái, Thành Kiêu có một nốt ruồi đỏ. Đầu óc Lâm Thiển trống rỗng, cảm giác cồn cào xé nát tim gan, khiến cô như vỡ thành từng mảnh. Chỉ cần tưởng tượng thôi, cô đã cảm thấy đau đớn cùng cực. Thế nhưng hình ảnh này lại bày ra lộ liễu trước mặt cô. Cô vẫn luôn để ý một điều. Cô luôn gọi Cố Thành Kiêu cả họ lẫn tên, nhưng Trịnh Tử Kỳ mở miệng là Thành Kiêu, gọi tên càng thân mật hơn cả cô. Kiểu nói dối qua lỗ qua mãng này, phải chờ Cố Thành Kiêu trở về đối chất thẳng mặt thì sẽ bị vạch trần ngay. Trịnh Tử Kỳ lại ngu đến mức đả kích cô bằng lời nói dối ư? Một nữ quân nhân, một nữ vương, thân phận tôn quý, nhân cách cao thượng, sẽ không đến mức đùa giỡn với danh tiết của mình nhỉ?
nốt ruồi đỏ dưới đường nhân ngữ. Chỗ kín như thế, nếu họ thực sự không có gì, thì sao cô ta biết? Đó không phải là chuyện chỉ người gần gũi nhất mới biết ư? Nam theo đuổi nữ, cách tòa núi. Nữ theo đuổi nam, cách một tầng xa. Quả nhiên mà, mình đánh giá Cố Thành Kiêu quá cao rồi. Cố Thành Kiêu không khác gì với những người đàn ông khác cả. Nếu mình là Cố Thành Kiêu, có cô gái thế này theo đuổi mình, vì mình mà bỏ ra biết bao nỗ lực, người thường khó có thể tưởng tượng nổi. Kề vai chiến đấu bên cạnh mình, không màng sống chết, vào sinh ra tử, ngay cả mình còn phải cảm động. Chẳng lẽ Cố Thành Kiêu lại có thể thờ ơ? Nhìn vẻ mặt hoảng hốt của Lâm Thiền, Trịnh Tử Kỳ lại bồi thêm một câu. Dù có đối chất, chưa chắc anh ấy sẽ thừa nhận, bởi vì anh ấy không muốn tôi mang danh kẻ thứ ba. Còn tôi, chỉ cần có thể ở cùng anh ấy, tôi không hề quan tâm bất cứ điều gì, kể cả cái mạng này. Từ khi chúng tôi có ký ức đã ở bên nhau rồi, tôi rất hiểu anh ấy. Không phải anh ấy không có tình cảm với tôi, mà là tình cảm quá sâu đậm, nên không muốn bắt đầu một cách tùy tiện. Anh ấy là người cẩn thận, vì sao lại kết hôn chớp nhoáng, lại còn chọn một người bình thường như cô? Cô tưởng anh ấy yêu cô thật sao? Có nói cô cũng có tin không? Lâm Thiển, cô đừng tưởng tôi đang châm ngòi ly gián. Nhà tôi và nhà họ Cố có quan hệ rất tốt. Nếu nói châm ngòi ly gián, thì cô mới là người ngoài chạy đến chia rẽ chúng tôi. Đúng, quả thật Thành Kiêu đã nói rất nhiều. Muốn tôi từ bỏ, nhưng tôi không cam lòng. Dựa vào đâu mà tôi phải trở thành vật hy sinh trong cuộc chiến đối nghịch giữa anh ấy và cha mẹ? Anh ấy từ chối tôi, trốn tránh tôi, làm lơ tôi, thậm chí còn cưới cô để tổn thương tôi. Nhưng tôi vẫn có thể chấp nhận, bởi vì tôi vẫn luôn tin rằng con cái đối nghịch với cha mẹ chỉ là tạm thời mà thôi. Đến khi anh ấy suy nghĩ chín chắn lại, hiểu được ba mẹ anh ấy sẽ không hại anh ấy, họ đều muốn tốt cho anh ấy, thì anh ấy sẽ quay về chính đạo. Cuối cùng Lâm Thiền về tới thành để, cô háo hức lên xe Trịnh Tử Kỳ. Cả đường đi Trịnh Tử Kỳ giống như đang tẩy não, kể chuyện tình yêu không đến được với nhau giữa cô ta và Cố Thành Kiêu để dạy dỗ cô, làm cô cảm thấy lỗ tai và tâm hồn như bị giày xéo. Cuối cùng, cô xuống xe Trịnh Tử Kỳ như trốn chạy. Thiếu phu nhân! Thiếu phu nhân! Tiểu Linh thấy Lâm Thiền vừa về nhà, sắc mặt tái mét, thất hồn lạc phách, chạy theo hỏi. Thiếu phu nhân, cô sao thế? Lâm Thiển ngô ngơ quay lại đáp. Không sao, đến giờ cơm đừng gọi tôi không đói. Phòng ở lầu 2, Lâm Thiển bó gối ngồi bên cửa sổ. Không làm gì cả, chỉ ngồi thừ ở đó giữ nguyên tư thế này 3-4 tiếng đồng hồ. Cô không nghĩ gì khác, cả kỳ nghỉ đông chỉ nghĩ đến Cố Thành Kiêu. Nghĩ quá nhiều, giờ phút này cô không muốn nghĩ nữa. Từ lúc nhỏ, cô đã biết mình là đứa bị bỏ rơi, không ai dạy yêu thương, không có được tình yêu, cũng sẽ không ai yêu. Là Cố Thành Kiêu đã không màng tất cả mà yêu cô, cưng chiều cô. Nhưng, đàn ông dù sao cũng là đàn ông, dù trong lòng yêu một người thì cũng không cản được anh ta làm tình với người khác. Đây là bản năng của đàn ông, là bản tính của tất cả động vật giống đực. Nếu Cố Thành Kiêu không dám đối mặt với cô, vì đã xảy ra quan hệ với Trịnh Tử Kỳ, không dám thừa nhận, đã phản bội cô vì sợ tổn thương cô, thế thì ít ra trong lòng cô vẫn còn được an ủi đôi chút. Ít nhất, Cố Thành Kiêu không cặn bã như ba cô. Chẳng phải chuyện giữa nam nữ thôi à? Cô nhịn được thì sống tiếp, không nhịn được thì đi thôi, có gì đâu. Nghĩ thì dễ mà làm mới khó. Cô có thể nhịn được nhưng cô không muốn tạm bợ. Bên ngoài trời đen kịt, gió đêm đầu xuân vẫn mang theo hơi lạnh. Lâm Thiển vực dậy tinh thần, nhanh chóng thu dọn qua loa mấy bộ đồ hàng ngày, rồi ra ngoài. Tiểu Linh ở dưới lầu, đang chuẩn bị nghỉ ngơi, thì thấy thiếu phu nhân đi xuống. Trong tay xách vali liền hỏi. Thiếu phu nhân, tối rồi, cô còn muốn ra ngoài à? Âm thanh của Tiểu Linh kinh động quản gia Niên. Quản gia Niên cũng vội chạy tới. Thiếu phu nhân, cô còn chưa ăn cơm, có đói không?
Lâm Thiển định tươi cười để che giấu, nhưng tâm trạng của cô hiện ra rất rõ. Cười lên còn khó coi hơn cả khóc. Mọi người đừng lo, tôi chỉ về lấy vài thứ, còn phải về trường nữa. Trước đây không học hành đàng hoàng, sau này phải chăm chỉ mới được. Quản gia Niên và Tiểu Linh thoáng nhìn nhau. Nếu không có người chứng kiến, họ thật không tin, chính tai mình nghe thấy. Quản gia Niên nói. Nhưng thiếu phu nhân à, giờ tối rồi, ở nhà ngủ một đêm cũng không trễ nải học hành đâu. Tiểu Linh. Đúng đó, đã hơn 10 giờ rồi, giờ cô về trường, không phải ký túc xá cũng đã đóng cửa rồi sao? Lâm Thiển đã quyết đi, thử người trong căn phòng đầy ắp dấu vết hoan ái với Cố Thành Kiêu khiến cô thấy khó thở. Đúng đó, muộn thế này là đóng cửa rồi, còn phải phiền Trương Khai. Quản gia Niên khuyên vài câu, nhưng Lâm Thiển vẫn kiên trì, ông cũng không dám nói nữa, đành vội vàng gọi Trương Khai, đưa thiếu phu nhân về trường. Nhìn đuôi xe xa dần, quản gia Niên suy tư thầm nghĩ. Chẳng lẽ bị ức hiếp gì ở nhà họ Cố rồi? Tiểu Linh cũng nghĩ thế. Trước đó, thiếu phu nhân còn vui vẻ gọi điện nói, về nhà ở 2 ngày, còn nói muốn qua nhà họ Cố một lát. Vừa về là đã thế này rồi. Điều quan trọng chính là do Trịnh tiểu thư đưa về. Quản gia Niên. Ôi, xem ra không đơn giản là bị ức hiếp gì ở nhà họ Cố đâu. Chắc Trịnh tiểu thư đã nói gì rồi. Hồi đó đâu phải lão gia, phu nhân chưa từng lạnh mặt với thiếu phu nhân đâu. Thiếu phu nhân cũng không thế này. Tiểu Linh. Cái cô Trịnh tiểu thư này, rõ ràng thiếu gia đã cự tuyệt rồi, sao còn chưa từ bỏ nữa chứ? Để mình bận rộn bù đầu, sẽ không thấy khó chịu nữa. Cuối cùng Lâm Thiển đã tìm được biện pháp sao lãng tốt nhất, đó chính là học hành chăm chỉ, mỗi ngày tiến lên. Lâm Thiển học tài chính thuộc ngành khoa học tự nhiên, toán cao cấp là một môn rất quan trọng. Hồi phổ thông cô đã đau đầu với môn toán rồi. Vào đại học cô cũng chưa từng nghiêm túc học toán cao cấp, giờ muốn cố gắng cũng không biết học từ đâu nữa. Cũng may có thầy Cao. Với lại, dù thầy Cao nghiêm khắc, chẳng nể tình, nhưng thầy dạy rất giỏi, học bù mấy ngày là dần thấy hiệu quả. Thầy Cao, đây là bài em làm, thầy xem thử xem ạ. Lâm Thiển nộp trước bài thi mô phỏng đề thi cuối kỳ năm nhất trước đây cho thầy chấm. Cao Kỳ Chính cảm thấy vui mừng gấp bội. Được đấy, em xem bài hôm qua thầy giảng đi, thầy chấm xong rồi giải thích cho em. Nghe đồn bối cảnh của Lâm Thiển không tầm thường, Cao Kỳ Chính nghĩ tới khúc mắc giữa mình và Lâm Thiển, lo không giữ được bát cơm này, vì thế liền nịnh nọt, thể hiện sự quan tâm thầy giáo dành cho sinh viên. Ai ngờ, chẳng những Lâm Thiển đi học nghiêm túc nghe giảng, tan học cũng lại đây. Nhìn sinh viên mình hiểu bài, người làm thầy cũng có cảm giác hân hoan. Cô Dương chủ nhiệm cũng rất được an ủi, từ lâu đã cảm thấy con bé Lâm Thiển này rất thông minh. Đáng tiếc, thông minh lại không dùng trong học tập, thật đáng tiếc. Bây giờ nhìn lại, cuối cùng con bé cũng đã thông suốt. Nhiều lần Cao Kỳ Chính lén lút hỏi cô Dương về bối cảnh của Lâm Thiển, nhưng cô Dương chỉ biết ba của Lâm Thiển quyên sân vận động cho trường. Đây là chuyện ai cũng biết, không có chuyện nào khác. Cao Kỳ Chính chấm bài dựa trên đáp án sẵn, càng chấm càng mừng. Lâm Thiển, bài này là em tự làm, không xem đáp án sao? Không ạ, sáng nay em mới làm ở thư viện, làm rất quen tay, nếu không cũng chẳng dám đưa thầy chấm. Cao Kỳ Chính cười. Quen tay là được rồi, giờ có phải thấy toán cao cấp cũng dễ đúng không? Dạ, với lại thú vị lắm ạ. Cao Kỳ Chính tính điểm, nhanh chóng viết ngay đầu bài thi. Em tự xem đi. Lâm Thiển cúi đầu nhìn, bất giác oa lên một tiếng. 126, thầy à, thầy không tính nhầm đó chứ? Do nền tảng Lâm Thiển quá tệ, về nội dung học bài bù đều là của năm nhất. Từ lúc học bù tới nay, đây là lần đầu tiên Lâm Thiển làm bài thi thử. Mục tiêu của cô là đạt điểm chuẩn, không ngờ điểm gần tối đa.
quá thần kỳ. Không nhầm đâu, trừ phi đáp án thầy thấy là sai. Cao Kỳ Chính lật ra trang sau. Câu cuối cùng suýt nữa là em đúng rồi. Đáng tiếc. Lâm Thiển quá vui mừng. Có công mài sắt có ngày nên kim. Quả nhiên câu này không phải để an ủi người. Mất bao lâu em mới làm xong bài này? Em không canh thời gian, nhưng quả thật, rất lâu. Sáng học xong 2 tiết là em vào thư viện, không ăn trưa. Chắc khoảng 2-3 tiếng gì đó ạ. Không tệ. Đề mà làm không được thì cho em cả ngày cũng không ra. Em có thể làm được là tốt rồi. Bằng lòng với số điểm này không? Lâm Thiển cười rạng rỡ không che giấu suy nghĩ nói. Bằng lòng, cảm ơn thầy nhiều. Khỏi phải cảm ơn thầy, là em tự mình cố gắng. Môn toán cao cấp này, chỉ cần em hiểu rõ quy luật và bản chất trong đó thì có thể suy một ra ba. Dạ dạ dạ, đều nhờ thầy ạ, cảm ơn thầy. Chương trình năm nhất, gần như em đã nắm vững. Giờ thầy đưa em vài đề thi. Ngày mai, thầy bắt đầu bù cho em phần của học kỳ trước. Mấy ngày nữa là em có thể đuổi kịp tiến độ của lớp học rồi đấy. Dạ dạ dạ, cảm ơn thầy ạ. Lâm Thiển liên tục cảm ơn. Cao Kỳ Chính nghe mà vui vẻ không ngớt. Thầm nghĩ, chén cơm này giữ lại được rồi.